quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Phương Vlog. Hiện tại mình đang có mặt ở quầy heo quay của cô Mai chợ Bình Tiên nè cả nhà. Hôm nay có chị Ngân, con của cô Mai đang phụ cả nhà. Không thấy anh Thành với chị Ly thì mới vừa về nha cả nhà. Còn chị Ngân là phụ đó. Không thấy anh với bà đâu hết. Anh chị Ly thì đứng ở trong phụ làm bánh mì. Thì cô Mai thì ở ngoài đây chặt heo quay, có bé Tiên phụ cô Mai cả nhà. Thịt heo thì cũng khá là đầy đủ nha cả nhà, đầy đủ. Bên này thì má heo, da heo, tai heo với lại lưỡi. Bên kia thì sườn, giò, heo quay, thịt đùi, sườn non, sườn già. Heo quay thì 350.000 một ký nha cả nhà. Bên này xá xíu nè. Ngoài còn đẹp hơn trên mạng nữa hả, trên YouTube nữa hả? Ngoài nó nó chân thật hơn, trung thật hơn không? Nghe 40. Coi YouTube hả chị? Mua đây mấy lần rồi chị? Lần đầu tiên hả? Lần đầu tiên trải nghiệm. Lần đầu tiên trải nghiệm mà. Mình cài dữ lắm đó chị. Về phải bật full HD hay 4K gì lên coi mới đẹp. Đẹp như hoa. Đây có cái chị khách ở quận 4 coi YouTube qua đây mua heo quay cô Mai nha cả nhà. Đây chị khách đội nón màu đỏ nè cả nhà. Lần đầu tiên ghé mua heo quay của cô Mai luôn nha cả nhà. Coi YouTube á, qua đây biết cô Mai bên này qua mua thử dạng thử cái sao thế. Này chị mua cũng khá là nhiều hơn cả nhà. Mua heo quay xá xíu luôn. Tính thẻ đầm á. Mỗi lần quen. Cứ YouTube qua đây là cô Mai sẽ bớt hết. Bớt hết. Không từng lời. Từng mối thôi. Trò bán là quen rồi. Ăn dài dài mấy con. Dạ. Về còn giới thiệu người này người kia nữa mà. Tay ngon lắm chị. Dạ. 260 với 50 ngàn cho heo của anh 240 mỗi lần giao khách để mà
15.000 nữa. Đây khách đứng ghế mua quà đông nó mua. Này khách lại quay lại khá là đông. Cái giò heo này tính gì 200 ngàn không dễ gì nè. 220 với 200 thôi. Một lạng ghế con này con nó xong luôn. Tính mì. Mở đó hết đi. Cái này đầu đã không? À lấy 130 thôi, còn 230 là 330 nó chặt được. 330 chặt cho luôn. Ở đây có ai đâu, ở đây vậy? Nghĩa này cao dầm dầm vô. Chứ là mổ 20 không? Chị Ngân ở trong đứng phụ trách bán bánh mì nha cả nhà. Hôm nay thì ở ngoài bán heo quay. Ở ngoài chặt không kịp thì đưa vô cho chị Ngân chặt heo quay phụ nha cả nhà. Muốn lên mặt anh nhìn mới vậy. Đây ở ngoài khách khá là đông. Bạn làm bánh mì rất là nhanh luôn rồi nha. Khá là nhanh luôn. Đây hiện tại khách phía trước đứng mua khá là đông luôn cả nhà. 60.000 của anh chạy xe ở ngoài á, qua chạy ráp á. Rồi chém lấy 300.000 quay về tân phú nè. Dạ rồi 300.000 của ai về tân phú thôi mày chặt chưa? Rồi rồi hai hộp đó con. Đâu một nào đâu Lý ơi, anh lấy về mi chỗ nghe chưa? Có đặt theo khách đặt heo quay ở ngoài Tân Phú, có anh bên Ahamu giao heo quay luôn nè cả nhà. Cả nhà có ăn heo quay của cô Mai có thể liên hệ số điện thoại của cô Mai cũng có để ở dưới phần bình luận á. Rồi điện thoại tới đặt heo quay thì sẽ có bên shipper giao hàng tận nhà luôn nha cả nhà. Heo quay thì 350 một ký nha cả nhà. Cô chú anh chị xem video hay nhớ bấm đăng ký chia sẻ like với Phương. Phương xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Đây chị Ngân phụ trách làm bánh mì ở trong này bán cho khách nha các bạn. Ở bên ngoài thì bé Ti với lại chị Ly phụ cô Mai bán hay quay cho khách. Chị cô đi chợ bên đây hả? Còn đi chợ đâu được đúng không? Có rồi đó. Bánh mì heo quay 15.000 một ổ nha cả nhà. Cộng thêm rất là ngon. Cái lẻ luôn. Đúng rồi. Có tương á, có tương á.
đô một ổ gì đâu. Dạ rồi. Tỷ ơi lấy 2 cái em nãy tỷ. Em ơi thôi. Không thấy anh bé ba cả nhà, nên chị Ngân với lại chị Ly ra phụ cô Mai bán nè cả nhà. Bình thường thì có anh bé ba với anh bé Tiền phụ cô Mai thôi buổi chiều, chị Ngân thì bán buổi sáng nè cả nhà. Bỏ vô cái thau để bán bánh mì nha cả nhà. Chủ ở lâu thôi chứ tớ đâu ở lâu làm gì, hết giờ về.
Hai mẹ con của cô Mai nhìn giống nhau cả nhà. Chị Ngân với cô Mai nhìn giống nhau. Hai mẹ con. Cái đèn ở đây nó hơi giờ quay nó hơi bị chớp chá trắng trắng nha cả nhà, xem thông cảm nha cả nhà.
Cái đó cái gì vậy? Xá xíu. Nhiêu ký hả? Xá xíu đó là 300 ngàn ký. 300 ngàn một ký. 300 ngàn ký, 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 300 ng
Cái nào lại lựa đi em? Này ha, hai bên đây. Này má này nhiều thứ. Con 120 với lại cái này 120 đi con. Để hỏi cô. Đây. Hơi 60. 5 loại 5 sườn cà để riêng ra nha. Ăn 40 cà để. Rồi nghe đợi rồi cầm giùm em. Hơi 60. Rồi hơi 60. Hơi 60. 40.000 má hả? 40.000 má. Rồi 5 sườn không? Đủ tiền không? Đủ tiền không? 60 đủ rồi. 5 sườn, 5 loại. 5 sườn 5 loại nha. Để chứa loại chứa đó. Rồi 5 loại cho đi. Có mối gì Phương xin kết thúc video ở đây nha. Cô chú anh chị xem video hay nhớ bấm đăng ký chia sẻ với Phương ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.